Đây là trận nhanh, đây là nước giải. Hai quen em ra đi khi gà chưa gọi sang, trắng hồng mời con giờ nước giữa đầm sen. Dẫn chiếc xuồng con cây sào nắng quen, dặn cơm gói nó cao thắng gần vắng còn. Ngày lại ngày qua hàng trăm cây số, nói chặn đường giấy em vượt lộ qua. Dây gọi rút ngắn đoạn đường là thêm bước tiến công. Thương em cho chú dân quân, cho cô cán bộ, cho anh hậu cần. Ngón tay bèo lấp lánh dưới chân, lúc nói chuyện thì thằng ti cười vui rồi. Yeah.
bạc ba hồ đi dược cây lớn ngày vô dính bình mình. Trời có mấy gì sao người giao liên tục